Ngày 19 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong 6 tháng qua, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và sản xuất của nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Trong 39 chỉ tiêu của năm 2021 đã có 29 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Việc hỗ trợ làm nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn về nhà ở được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phụ trách huyện Văn Yên, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện Văn Yên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch COVID-19, tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy.